phát cuồng với dàn nhóc tì làm chao đảo mạng xã hội, từ nhỏ đã có lượng fan hùng hậu vượt mặt bố mẹ. Trang Lu, Trami Idol hay Độ Missy đều là những nghệ sĩ có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội. Họ còn được biết đến là những ông bố bà mẹ hot hit bởi có dàn con cực kỳ chất lượng. Dàn hot kid Việt sở hữu lượng fan khủng và có khi còn vượt bố mẹ về độ nổi tiếng của mình. Lý do chẳng phải chỉ là có bố mẹ nổi tiếng mà còn bởi bản thân các bé đều vô cùng dễ thương và mặn mòi. Xoài và Dừa, nhà Trang Lu, Tùng Sơn. Xoài, em bé sở hữu lượng followers nhiều hàng đầu Instagram, gần 550.000 người, đã chẳng còn xa lạ gì với netizen. Ngoài vẻ ngoài siêu cưng, Xoài còn chiếm spotlight bằng những gương mặt lầy lội, biểu cảm không giống ai. Điểm sơ qua những biểu cảm của anh chàng, chắc phải lập hẳn một album dày cộm cũng chưa hết. Cách đây không lâu, gia đình của Trang Lu và Tùng Sơn là đón thêm một bé trai dễ thương nữa là Dừa. Đương nhiên, netizen cũng nhanh chóng dự đoán Dừa cũng sẽ hot chẳng kém gì anh trai của mình. Từ khi có sự xuất hiện của em trai, anh cả Xoài chuyển sang nghề làm vlog. Cậu bé rất quan tâm đến em và thường xuyên quay những clip. Sự đáng yêu này như được nhân đôi khi có thêm sự xuất hiện của hai anh em. Hôm nay mình đã có em Dừa rồi nhưng mà em Dừa hơi kỳ lạ kỳ lạ. Kỳ lạ. Tại vì em Dừa bé xíu nên là bây giờ em Dừa đang ngủ xuống, em Dừa đang ở đây, em Dừa đang nâng mẹ bé. Gia Huy và Hayden, nhà Trami Idol. Nhà Trami Idol cũng có hai nhóc tì cực nổi trên mạng, đó là Gia Huy và Hayden. Nếu như anh trai Gia Huy sở hữu vẻ ngoài điển trai, nhiều nét giống mẹ, thì Hayden lại là một thánh meme của netizen. Vì vậy mà không xuất hiện thì thôi, nhưng một khi xuất hiện thì thể nào Hayden cũng khiến dân tình cười lăn lóc bằng vóc dáng tròn trịa và biểu cảm siêu cấp dễ thương của mình. Trami thường xuyên đăng tải những clip pha trò của cậu út lên trang cá nhân và dường như độ lầy của cậu em đã lấn át luôn cả sự đẹp trai ngời ngời của anh trai mình. CC và Mino, nhà Just City, Trâm Anh. Trước Hayden, loạt biểu cảm đi vào lòng người của CC Anh Chi, con gái của Just City, cũng từng làm mưa làm gió cõi mạng. Mỗi bức hình của cô bé này là một bầu trời hài hước khiến netizen chỉ hận nổi Instagram không có nút ha ha để thả cho đã đời. Gia đình của Just City và Trâm Anh cũng vừa đón em bé thứ hai cách đây không lâu. Được biết em CC là bé trai, có nickname là Mino. Trong một bài post gần đây, không biết là Just City nên vui hay nên buồn khi con gái CC bắt chước dáng ngồi của bố trong bể bơi, trông không khác gì con trai. Thậm chí cư dân mạng còn vào bình luận, con trai thần thái hơn bố kia, khiến nam ca sĩ dở khóc dở cười. Tùng Sói và Cáo Nhu Nhi, nhà Độ Missy. Tiếp tục là một cặp anh em hot thần hot khác, chính là Tùng Sói và Cáo Nhu Nhi, nhà Độ Missy. Dù không có Instagram hay bất cứ mạng xã hội nào riêng, nhưng chỉ với những lần xuất hiện trên trang cá nhân của bố mẹ và kế YouTube của bố, hai anh em này đã để lại ấn tượng cực kỳ sâu sắc. Đặc biệt, riêng Tùng Sói còn sở hữu lượng fan khổng lồ cho riêng mình nhờ vẻ ngoài dễ thương và tính cách lầy lội thể hiện khi quay clip cùng bố. Đậu, nhà Ba Duy và Nam Thương. Một em bé cũng cực kỳ quen thuộc với netizen là Đậu, nhà Ba Duy, Nam Thương. Được biết đến là một nhân tố hot hit trong bộ ba Cam, Xoài, Đậu. Cậu bé này sở hữu cho mình một lượng fan hùng hậu. Những bức ảnh của Đậu vẫn khiến ai nấy thích thú vì quá đỗi đẹp trai và hài hước. Thế nên, nếu em bé này sớm gây bão như ông bố hot boy cũng chẳng có gì là lạ. Nếu như là những người yêu trẻ thơ thì chắc hẳn những cái tên trên không ai là không biết tới. Những cô bé cậu bé này không những được yêu mến bởi sự dễ thương hài hước mà các bé còn thu hút được bởi sự thông minh và lễ phép của mình. Sự lớn lên toàn diện của các bé chính là sự thành công trong quá trình nuôi nấng và giáo dục của các bậc phụ huynh. Với độ nổi tiếng như hiện tại, các bé sẽ là những nhân tố sáng giá trong tương lai.